Rồi, xin chào và cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy cưa kiếm sử dụng pin của thương hiệu DCA. Thì như anh em đã biết, thương hiệu DCA là một cái thương hiệu phải nói là gọi là một trong những thương hiệu tốt nhất của Trung Quốc. Thì nó với lại thương hiệu Đông Trang là một nha anh em. Nhưng mà DCA nó sẽ là một cái thương nó, thì thương hiệu Đông Trang á, thì nó sẽ là một cái thương hiệu để có thể xuất khẩu đi ra các nước khác được, là thương hiệu DCA. Thì còn về máy móc cũng như là nhà máy sản xuất nó đều là của Đông Trang hết nha anh em. Rồi ok, thì ở bên ngoài nó sẽ là một cái hộp hộp này là hộp giấy và rất là cứng nha anh em, hộp giấy cứng. Với cái mã ngày hôm nay mà Story các bạn cũng giới thiệu với anh em là cái mã ADZF 28. Rồi thì cái này là một cái dòng cưa kiếm mà một cái kích thước nó là không phải là những cái con mini. Thì cái hãng DCA này cũng có một cái dòng cưa kiếm mini nữa và bán rất là chạy rồi. Thì hôm nay sẽ rất về giới thiệu với anh em một cái dòng cưa kiếm với công suất lớn hơn cũng như là cái kích thước và cái đường cắt của nó cũng sẽ lớn hơn luôn nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra để cho anh em xem. Thì các sản phẩm của DCA là được bảo hành chính hãng 6 tháng nha anh em. Đây ở bên trong hộp, thì ở bên trong hộp thì anh em mở ra anh em sẽ thấy được một cái phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng, một cặp chổi than thay thế, cũng kèm theo đó là một cái lưỡi cắt sắt, một cái lưỡi cắt gỗ tặng kèm cho anh em luôn. Còn bên trong sẽ là một cái body máy kèm theo một cục pin 4Ah, và trong hộp này cũng sẽ có thêm một cục pin 4Ah nữa cho anh em. Bộ này là một bộ hai pin một sạc nha anh em, và cái bộ này sẽ là bộ sạc nhanh. Đây mình lấy ra hết luôn cho anh em xem. Rồi bỏ cái hộp qua một bên. Đây là cái cưa kiếm mà Story 7 muốn giới thiệu với anh em ngày hôm nay. Kèm theo đó pin của nó sẽ là pin 4Ah và cục sạc nhanh. Sạc nhanh này thì sẽ sạc cục pin đầy này trong vòng 1,5 giờ nha anh em. Tính ra nó cũng không nhanh lắm. Rồi ok, thì thông số của hãng đưa ra là anh em có thể sạc trong khoảng 1,5 giờ đầy cục pin 4A này. Và cái thông số của sạc nhanh, cái mã là mã FFCL18-04. Thì tất cả những sản phẩm của DCA thì rất nhiều anh em hỏi là mình có bán body hay không, thì hiện tại hãng nó chưa hỗ trợ cho cái phần mà bán body thôi, thì nên cái phần đó anh em cũng thông cảm cho mình. Tại vì pin của DCA rất là khó bán thì nên mình cũng không thể nào tách bộ ra mình bán được cho anh em, ví dụ như Total hay là Inco, Dewar, Makita, thì những cái đó mình đều có thể hỗ trợ cho anh em về cái pin sạc còn cái và bán cái body. Còn nếu như mà anh em nào mà cần mua body của DCA thì cái này mình chịu. Rồi về ngoại hình máy, tất cả phần ở trên thân máy này nó là màu đen, và anh em thấy cái màu đen phần này nó sẽ làm bằng cao su nha anh em, cao su mềm. Thì cái phần đằng sau này nó sẽ làm bọc bằng nhựa, và tay cầm cũng là bọc một lớp cao su luôn đó. Anh em thấy là ở đây nó có một cái nút khóa an toàn nè, chốt khóa an toàn. Ở đây là cái phần mà tay cầm bọc cao su, nếu như anh em cầm lên nó cũng khá chắc tay và cũng như là làm việc rất là dễ dàng. Anh em thấy đây đó, và đây là cái đầu. Cái đầu này thì anh em lắp lưỡi cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần dặn cái phần khớp này qua thôi, rồi anh em nhét cái lưỡi cưa vô, anh em buông ra là cái này là khóa nhanh. Thì anh em không cần phải sử dụng một cái là cái lục giác á, anh em không cần phải sử dụng cái lục giác để anh em tháo con ốc lục giác ra và anh em bỏ cái lưỡi cưa vô, thì cái đó nó hơi mất thời gian cho anh em. Thì cái này nó hỗ trợ cho anh em được cái phần đó, anh em chỉ cần gạt cái này qua, đưa lưỡi vào rồi buông ra là sử dụng được rồi. Ok, nó không có phải mất thời gian nhiều. Về ngoại hình máy anh em thấy nhìn rất là cứng cáp và cũng như rất là đẹp. Về phần pin thì báo pin nó sẽ nằm ở trên thân pin luôn nha anh em. Anh em thấy nè, báo pin thì nó sẽ nằm trên thân pin luôn. Tại nhiều anh em cũng nói là tại sao máy mình mới mua mà pin chỉ có một cục cho đến hai cục thôi, thì cái này mình cũng thông tin tới anh em luôn là khi mà tất cả cái dòng máy pin không trừ hãng DCA hay bất cứ hãng nào hết, khi mà nhập về thì đa phần ở trong pin nó chỉ có khoảng 1 đến 2 vạch thôi, để bảo đảm cái độ an toàn cho anh em khi mà vận chuyển về, lỡ khi mà có cháy nổ gì thì tránh cái trường hợp đó xảy ra. Rồi máy này là máy sử dụng có chổi than nha anh em. Đây đây là thông số pin,
Pin cái mã của nó là FFBL18-02, pin Li-ion và sử dụng là pin 18V 4Ah tương đương với lại 72W. Đây, cái này thông số của máy thì mình cũng giới thiệu với anh em luôn. Mã máy là ADZF28, sử dụng pin là pin 18V và tốc độ không tải từ 0 cho đến 3.300 vòng trên 1 phút. Và cái đường cắt tối đa của nó có thể lên đến 28mm nha anh em. Cái này là cắt gỗ. Đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ thông tin tới anh em luôn là về những cái phụ kiện tặng theo. Phụ kiện tặng theo nó sẽ bao gồm cho anh em là một cặp chổi than, một cái lưỡi này là lưỡi cắt gỗ nha anh em, và cái này là lưỡi cắt sắt. Thì về cái thông số của cái lưỡi này á, thì ở trong cái sách hướng dẫn sử dụng nó cũng có ghi cho anh em rất là chi tiết nè. Đây, thì cái lưỡi màu trắng đó là lưỡi anh em có thể cắt sắt và cắt cái đường cắt nó dưới 20mm nha anh em. Đó, dưới 20mm, còn nếu như mà anh em sử dụng cái lưỡi cắt gỗ này nó sẽ là dưới 90mm luôn. Đó. Rồi, thì anh em thấy nếu như mà cái sản phẩm này thì ở trong cái phiếu, cái sách hướng dẫn sử dụng nó cũng có ghi thêm những cái thông số nó chi tiết hơn nữa. Anh em có xài được pin 4A, pin 5A của thằng DCA này luôn. Và khả năng cắt sắt tối đa của nó là 20mm, khả năng cắt gỗ là tối đa là 250mm. Đó, anh em thấy. Và cái đây là cái độ cắt ống là phi của nó là 130. Nếu như mà thời gian sạc của nó là tầm khoảng 90 phút đối với pin 4Ah, còn sẽ là 100 phút đối với pin 5Ah nha anh em. Rồi, sản phẩm được bảo hành chính hãng 6 tháng của thương hiệu DCA. Nếu như anh em nào có nhu cầu hoặc là có thắc mắc gì đó, anh em cứ comment ở bên dưới thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ với cho anh em trong cái thời gian sớm nhất. Hoặc là anh em nào muốn liên hệ đặt hàng, anh em cứ lên trang web storeb.com hoặc là storeb.vn để có thể liên hệ đặt hàng một cách nhanh nhất. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Nhớ like và share cái kênh của Store Thiết Bị, sẽ có một cái dấu đăng ký nằm ở bên này. Anh em bấm vào và nhận thêm những cái ưu đãi cũng như là chương trình khuyến mãi sắp tới của Store Thiết Bị anh em ha. Cảm ơn em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo. Giá mình sẽ để trên tiêu đề cho anh em dễ tham khảo luôn. Cảm ơn em.